Chào các bạn ạ. Để ngày nay mình chia sẻ với các bạn một bài này. Mình cập nhật với các bạn về tình hình đất nền ở Phú Quốc. Hai giá rau bán đất nền ở Phú Quốc giảm 30 đến 50% sau một năm, hàng môi giới bỏ việc. Giá giảm bán không được, môi giới không có việc làm. Không có tiền nghỉ việc luôn. Ở đâu cũng vậy các bạn. Những cái nơi nào mà nó sốt cần mạnh á thì sau này nó giảm càng sao. Để có một vài thông tin chia sẻ với các bạn như thế này. Không nằm ngoài diễn biến ẩm đạm chung của thị trường bất động sản cả nước, từ năm 2022, bất động sản tại Phú Quốc cũng rơi vào trạng thái kém thanh khoản sau thời gian sốt giá. Đáng chú ý, phân khúc đất nền của thành phố này đang ghi nhận mức giảm từ 30 đến 40%. Có việc có lô giảm đến trên 50% nhưng vẫn khó tìm được người mua. Theo khảo sát của Dân Trí, một lô đất hơn 3.000 m2 ven biển Bãi Thơm đang được rao bán với giá là 1,5 triệu đồng một m2. Người bán cho biết lô đất này đang là đất trồng cây lâu năm nhưng đã được quy hoạch sang đất thương mại dịch vụ. Cách đây một năm, chủ lô đất này đưa ra mức giá là 3,5 triệu đồng một m2 nhưng nay cần tiền phải bán với cái giá trên. Giống như đất trồng cây lâu năm, một số lô đất này trong khu tái định cư, khu đô thị ở Phú Quốc có pháp lý rõ ràng cũng đang giảm giá trung bình khoảng 30 đến 40% so với đầu năm 2022. Đất tái định cư là đất có sổ hồng, đất ở đó, nhưng mà chúng ta thấy nó giảm cũng rất là sao đó các bạn. 30-40 là rất sao đó. Đơn cử như tại khu đô thị Bắc Dương Đông, một lô đất 123 m2 cách đây một năm giá rẻ nhất là 4,2 đến 4,3 tỷ đồng, tương đương là 40 triệu đồng một m2, nhưng hiện nay chỉ còn 3,4 tỷ đồng, tương đương là 29 triệu đồng một m2. Như vậy là giảm đi 30% rồi đấy. Đáng chú ý, một số lô đất diện tích hơn 300 m2 sai biệt thự trong khu đô thị này đang có giá bán chỉ từ 19 đến 20 triệu đồng một m2. Nguyên nhân giá đất này giảm sao là diện tích lớn, tính thanh khoản thấp hơn. Tương tự, giá một lô đất này khoảng 120 đến 130 m2 tại khu tái định cư Suối Lớn từ 2,7 tỷ đồng đầu năm 2022 thì đến nay chỉ còn 2,1 đến 2,2 tỷ đồng. Một số lô đất này diện tích như trên nhưng phạm phong thủy chỉ bán được với giá là 1,5 đến 1,6 tỷ đồng. Cũng trong cái khu tái định cư đó, những cái lô nào mà nó xáo hơn á thì giá chỉ còn 1 tỷ rưỡi đến 1 tỷ 6 thôi. Thực tế, Phú Quốc là một trong những địa phương có thị trường bất động sản từng phát triển nóng sau khi bị ngưng trệ rồi tiếp tục sôi động trở lại. Đặc biệt thời gian trước và sau khi lên thành phố, Phú Quốc đã có nhiều đợt tăng giá trở lại. Theo anh Nguyễn Thành Hưng, từng làm môi giới bất động sản tại Phú Quốc cho biết, thị trường bất động sản thành phố này từ năm 2022 đến nay khá trầm lắng. Thị trường sốt giá khoảng giai đoạn 20-21 và trước đó là 15-18. Từ năm 2022, thị trường gần như đứng yên, giao dịch chỉ xuất hiện ở một vài lô đất nền giá trị thấp. Một số nhà đầu tư thiếu tài chính cần tiền bán gấp đưa ra mức giá giảm cắt khá sao. Nhớ lại thời kỳ hoàng kim của nghề môi giới bất động sản ở Phú Quốc, anh Hưng kể. Những năm 20-21, thị trường bất động sản Phú Quốc rất sôi động. Nhà đầu tư lớn từ Hà Nội, hai thành phố Hồ Chí Minh đổ xô về đây săn đất. Họ mua lô đất diện tích lớn và cả đất nông nghiệp, đất trồng cây lâu năm cũng dễ giao dịch. Thời điểm sốt giá, cá nhân môi giới như tôi có thể chốt thành công khoảng 20 đến 25 giao dịch một tháng. Tôi bận rộn cả tháng với việc tư vấn dẫn khách đi xem đất. Đúng là Phú Quốc có những thời điểm nó sốt kinh lắm các bạn. Không thể kể hết được. Tuy nhiên, theo anh Hưng, từ đầu năm ngoái, những động thái siết tín dụng ngăn chặn phân lô tách thửa tràn lan đã tác động lớn đến thị trường Phú Quốc. Giao dịch trên thị trường gần như đóng băng, người quan tâm đến đất này dường như là không có. Cả năm 2022, tôi không môi giới được giao dịch nào thành công. Đến đầu năm 2023, tôi quyết định chuyển sang làm công việc khác. Anh Hưng cho biết thêm, có rất nhiều môi giới ở Phú Quốc đã bỏ nghề sau khi thị trường Phú Quốc rơi vào trầm lắng. Theo ý kiến của một số chuyên gia và nhà đầu tư chuyên nghiệp, dù giá bất động sản ở Phú Quốc đang giảm, nhưng khách hàng khi mua đất tại thời điểm này cần đặc biệt chú ý đến quy hoạch. Cần tìm hiểu kỹ các thông tin từ các cơ quan nhà nước, các công ty môi giới và sàn giao dịch uy tín để nắm rõ quy hoạch và pháp lý của dự án.
Khách hàng hãy chọn những dự án rõ ràng về pháp lý, mức giá phù hợp, tránh tình trạng mua với giá đu đỉnh và xa lại. Thực tế, nhiều nhà đầu tư quan tâm thị trường bất động sản Phú Quốc đã có bài học đắt giá trong cơn sốc đất giai đoạn 15-18. Trong giai đoạn sốc nóng này, rất là nhiều người đã lao vào mua với một cái vùng giá rất là cao. Khi thị trường trầm lắng, bây giờ đang đứng trước nguy cơ bán lỗ rất là nặng này. Đó, thì qua cái bài này mình có một vài ý mình chia sẻ thêm với các bạn á. Trong giai đoạn 2015-18 là giai đoạn tan nóng của một chu kỳ bất động sản. Đất đai ở đâu nó cũng sốc, phân khúc nào nó cũng nóng. Trong đó Phú Quốc là một trong những địa phương đặc biệt nóng. Nó có một số nguyên nhân như thế này các bạn ạ. Thứ nhất là Phú Quốc khi đó cùng với Bác Văn Phan và Văn Đồng được Quốc hội bàn bỏ phiếu để lên đặc khu kinh tế. Có thời điểm đó chúng ta nhớ không? Trong khi Quốc hội đang bàn ở trong đó thì mình nói các bạn là ở ngoài đảo đất nó nóng sốt kinh khủng luôn. Tại vì ai cũng kỳ vọng khi trở thành đặc khu kinh tế sẽ được hưởng những chính sách ưu đãi, cơ chế đặc thù. Thông thoáng hơn thì kinh tế nó sẽ có những bước bứt phá. Cơ hội kinh doanh làm ăn sẽ phát triển nên bất động sản sẽ tăng giá. Nôm na là họ tưởng tượng nó giống như một cái mô hình đặc khu kinh tế của Trung Quốc. Đó. Thứ hai nữa là Phú Quốc thời điểm đó quy hoạch là thành phố du lịch. Rất là nhiều người đặt cho những cái mỹ từ đó là đảo ngọc. Nên các hoạt động đầu tư về hạ tầng phát triển rất là mạnh. Đặc biệt là xây dựng sân bay quốc tế ở Phú Quốc. Cả nước mình chỉ có vài sân bay quốc tế thôi các bạn, ít lắm. Chỉ có Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng với một cái tỉnh gì nó quay rồi ta. Rồi tiếp theo là Phú Quốc. Đó, một cái huyện đảo mà có sân bay Phú Quốc là chúng ta biết là nó tạo ra sự khác biệt. Cùng với đó là các tập đoàn bất động sản rất là lớn về đầu tư ở đây, ví dụ như là Vingroup, Sungroup, FLC, Ân Thịnh. Người ta về đây người ta xây dựng rất là nhiều khu đô thị, rồi rất là nhiều các khu du lịch nghỉ dưỡng, những khu vui chơi giải trí. Sau này chúng ta biết là nó thu hút một cái lượng khách du lịch cũng rất là lớn đổ về Phú Quốc. Đó. Cái thứ ba nữa là cái nền giá bất động sản tại Phú Quốc trước cái thời điểm đó nó cũng còn khá là thấp. Cho nên khi nó tăng là nó tăng rất là mạnh. Cộng hưởng nhiều yếu tố như vậy lại rơi trúng vào đúng cái chu kỳ bất động sản phục hồi và tăng nóng. Cho nên bất động sản Phú Quốc tăng rất là mạnh. Tăng rất khủng khiếp các bạn. Giá tăng lên đến hàng chục, hàng trăm lần so với cái giá gốc ban đầu. Cùng chung với thị trường chung của cả nước thôi. Đặc biệt là sau khi Quốc hội tạm gác lại cái việc mà thông qua Phú Quốc lên đặc khu á, thì đất Phú Quốc đã bắt đầu xì xuống. Sau đó năm 2020-21 khi Phú Quốc chính thức lên thành phố thì đất nó sốt trở lại. Hắn là rơi trúng vào cái thời điểm cả nước đề sốt nữa. Đó. Hiện nay giá dù đã giảm 30-40%, thậm chí nhiều nơi giảm đến 50%, nhưng nhiều người cho rằng nó vẫn còn cao. Là vì trước đó nó đã tăng quá mạnh rồi. Đất Phú Quốc nó có một cái đặc điểm là đất vườn, đất rừng cũng tương đối nhiều. Cho nên là chúng ta cũng phải hết sức lưu ý, mua trúng những cái loại đất này sau này mà không lên được đất ở sẽ rất khó thanh khoản. Cho nên mua thì chúng ta cũng phải chọn mua đất thổ cư hoặc là trong đất vườn nó có đất thổ cư. Yêu cầu là phải có pháp lý rõ ràng. Đặc biệt là quy hoạch. Trong tờ báo này người ta cập nhật như vậy là hoàn toàn chính xác các bạn. Phải mua trúng những cái vùng nó quy hoạch mà cho xây dựng, chứ còn không xây dựng là chúng ta mua vào đó là coi như là thua đó. Đợt vừa rồi có 79 căn biệt thự bị đập, chúng ta còn nhớ không? Nó sai không đúng quy hoạch, sai trên đất rừng nữa, sau này là mọi thiệt thòi là nó nằm ở khách hàng ở trên đó. Khi chọn mua đầu tư ở Phú Quốc á, mình nghĩ rằng chúng ta cũng phải tính đến con đường kinh doanh để nhắm vào những hoạt động du lịch. Chứ còn mua để ở không thì theo mình là cũng phải cân nhắc thật là kỹ. Tại vì cái giá vật tư, vật liệu hay là tất cả những cái giá sản phẩm nói chung á, ở Phú Quốc nó rất là cao. Nó phù hợp với những hoạt động kinh doanh du lịch thôi. Đó. Thứ hai nữa là con người di chuyển ra đảo để định cư lâu dài, theo mình con số này cũng không có nhiều. Người ta đến, người ta chơi rồi người ta về. Chứ còn để ở định cư lâu dài để hoạt động này nọ, số đó không có nhiều đâu. Chỉ trừ những người người ta đến, người ta ở đó gắn bó với những hoạt động kinh doanh thôi.
Đó. Có nghĩa là tốc độ di dân nó không có cao. Nó không giống như thành phố Sài Gòn, Hà Nội. Có những hoạt động phát triển công nghiệp, dịch vụ. Nó trở thành một cái nơi gọi là cái điểm tụ á, thu hút rất là nhiều dòng tiền và rất là nhiều người dân người ta đổ về đó người ta ở. Thì cái nhu cầu bất động sản để ở nó rất là phát triển. Còn ở Phú Quốc thì dân chủ yếu là dân gốc và một số gọi là những người hoạt động kinh doanh từ địa phương khác người ta đến đó người ta định cư. Nhưng mà con số đó nó cũng không có nhiều. Đó. Vả lại mình thấy hạ tầng Phú Quốc nhìn chung á chỉ phát triển mạnh ở một vài cái tuyến đường chính để phục vụ du lịch thôi. Chứ còn đường xá rồi hạ tầng điện đài nước nôn gì đó, cầu cống gì đó mình thấy cũng cần phải đầu tư phát triển thêm. Nhiều khu vực mình thấy đã có sự ô nhiễm về rác thải, nước thải rồi. Đó. Với cái nữa là tình trạng xây dựng trái phép ở Phú Quốc, đợt vừa rồi báo chí phản ảnh là xây dựng tràn lan rất là nhiều. Rồi những cái cảnh đẹp hiện bây giờ rất là nhiều người xây dựng trái phép này, làm phá vỡ cảnh quan. Đợt vừa rồi tháo gỡ rất là nhiều các công trình xây dựng trái phép. Nếu thành phố Phú Quốc mà làm không bài bản, không có quy hoạch bài bản, không có tầm nhìn á, để xây dựng tràn lan như thế này, không có quy hoạch phát triển thu gom xử lý nước thải, rác thải thật là tốt, có khi vài chục năm sau cái đảo ngập nó không còn nữa. Khi cái danh nó không còn thì cái sức hấp dẫn nó không còn nữa. Khi sức hấp dẫn nó không còn, khách nó không đến thì bất động sản nó khó có khả năng tăng giá. Đó, cái ý mình nói với các bạn là cái chỗ này này. Chứ còn tiềm năng Phú Quốc rất là lớn. Nhưng mà nên nhớ là giá đã tăng rất là nhiều rồi. Đó. Mua vào thì dễ lắm nhưng mà không biết là sau này nó có tiếp tục nó tăng như cái thời kỳ trước hay là không. Thì chúng ta cũng phải hết sức cân nhắc. Rồi, ngày nay mình có một cái bài ngắn nhỏ chia sẻ như vậy thôi. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Bye bye, chào các bạn.